Lữ Lương Vĩ nhận giải thưởng khoe tình anh em. Ngôi sao đình đám bất ngờ xuất hiện, tặng bánh cực kỳ tâm huyết. Lữ Lương Vĩ, nam thần không tuổi 67 tuổi với diễn xuất tuyệt vời, từng nổi tiếng qua vai diễn Đinh Lực trong bộ phim truyền hình Bến Thượng Hải những năm 1980. Năm 1991, anh đã khẳng định vị thế của mình trong điện ảnh với màn trình diễn xuất sắc trong phim tiểu sử về xã hội đen Bá Vương. Lữ Lương Vĩ là một trong những tiền bối có tiếng trong giới, và kể từ khi kết hôn với nữ đại gia Dương Tiểu Quyên, anh càng không cần phải lo sợ ai. Tuy nhiên, khi gặp ngôi sao quốc tế này, anh cũng phải dành vài lời khen ngợi. Tháng trước, Lữ Lương Vĩ đã giành giải nam diễn viên xuất sắc nhất tại Liên hoan phim thanh niên quốc tế châu Á lần thứ tư ở Ma Cao với bộ phim mới Tốc độ phản kích. Gần đây, anh đã có buổi gặp gỡ cùng người mạnh nhất vũ trụ Chân Tử Đan và được tặng bánh để chúc mừng. Lữ Lương Vĩ hết lòng ủng hộ Chân Tử Đan cho giải Oscar đạo diễn xuất sắc nhất, đồng thời khen ngợi anh là người làm rạng danh quốc gia. Hai người còn chụp ảnh thân thiết với nhau, cho thấy mối quan hệ rất tốt đẹp. Lữ Lương Vĩ đã đăng bài trên mạng xã hội, khoe tình anh em, luôn ủng hộ Chân Tử Đan, người anh em này thật chân thành. Dù mỗi người đều bận rộn nhưng cuối cùng cũng gặp nhau và dành cho tôi một bất ngờ. Tôi đạt được thành công nhưng anh ấy còn vui mừng hơn cả tôi. Tình bạn và tình yêu của tuổi trẻ sẽ không bao giờ phai nhạt. Lý Nhược Đồng lần đầu đóng phim ngắn, vào vai người mẹ trung niên nhưng vẫn giữ nét đẹp thanh xuân. Lý Nhược Đồng, từng được mệnh danh là tiểu long nữ đẹp nhất, đã tham gia nhiều bộ phim cổ trang như Thần Điêu Đại Hiệp, Thiên Long Bát Bộ, Dương Môn Nữ Tướng và được khen ngợi với tạo hình cổ trang của mình. Hôm ngày 16, cô đã kỷ niệm sinh nhật lần thứ 58 và cũng là ngày bộ phim ngắn mạn đầu tiên của cô, Buổi Chiều Hoa Hồng, chính thức phát sóng. Đây là lần đầu tiên sau 10 năm cô tham gia một bộ phim hiện đại và cũng là lần đầu tiên cô đóng phim ngắn. Kim luôn vai trò giám chế. Lý Nhược Đồng đã chia sẻ cảm xúc trên Weibo và thẳng thắn nói rằng cô nhìn thấy bản thân mình qua vai diễn, không sợ bắt đầu lại từ đầu. Trong phim, Lý Nhược Đồng vào vai Trần Lâm, một bà nội trợ toàn thời gian, phải quay lại làm việc khi đã ở tuổi trung niên để nuôi gia đình. Tuy nhiên, những người xung quanh đều tỏ ra bi quan, cho rằng cô đã xa rời xã hội 10 năm nên khó tìm được việc. Vai diễn này khiến Lý Nhược Đồng cảm thấy rất đồng cảm. Tôi còn lớn tuổi hơn Trần Lâm, hôm nay vừa tròn 58 tuổi. Khi tôi trở lại làm việc cách đây vài năm, cũng có nhiều lời khuyên như cô không thể làm được đâu, 20 mấy năm trước đã có những vai diễn kinh điển, giờ thì đỉnh cao đã qua, cô chỉ cần hưởng thụ quá khứ là đủ rồi. Tôi biết ơn những vai diễn đã giúp mọi người nhớ đến mình, nhưng vì tôi coi mình là một diễn viên chuyên nghiệp, nên trong lòng luôn có một giọng nói nhắc nhở, quá khứ có phải là tất cả của mình không? Những gì người khác nói có phải là điều mình muốn không? Không, con người chỉ sống một lần, tôi trân trọng quá khứ. Nhưng không sợ bắt đầu lại từ đầu, Lý Nhược Đồng cũng giải thích lý do cô nhận lời đóng phim ngắn. Tôi muốn nói rằng, diễn viên không có vai lớn nhỏ, chỉ cần diễn xuất bằng cả trái tim, đó là diễn viên giỏi, phim không có lớn nhỏ. Chỉ cần mọi người cùng làm việc chăm chỉ, sẽ có một tác phẩm tốt. Cô coi bộ phim ngắn này như một món quà sinh nhật dành cho bản thân. Ngoài việc là diễn viên, lần này tôi còn có thêm vai trò giám chế. Đồng nghiệp đã lật lại câu nói của tôi trong một cuộc phỏng vấn năm 2019, thời kỳ đỉnh cao nhất của tôi vẫn chưa đến. Đúng vậy, tôi mới 58 tuổi, vẫn còn 2 năm nữa mới được miễn phí đi xe buýt. Lý Nhược Đồng, hãy tiếp tục tiến về phía trước, làm những gì mình thực sự yêu thích và tận hưởng cuộc sống hoa hồng của mình. Dù đã gần 60 tuổi, nhưng nhờ duy trì việc tập luyện, thân hình của cô thậm chí còn săn chắc hơn nhiều người trẻ, không hề thua kém thời kỳ đỉnh cao của mình. Ngô Kỳ Long hiện 53 tuổi, được khen ngợi là sao nam bảo dưỡng tốt nhất, cư dân mạng ngạc nhiên khi anh nói tiếng Quảng Đông trôi chảy. Ngô Kỳ Long, hiện 53 tuổi, từng ra mắt tại Đài Loan trong nhóm nhạc nam Tiểu Hổ Đội và nhanh chóng nổi tiếng nhờ ngoại hình điển trai. Sau khi tách ra hoạt động solo, anh đã đến Hồng Kông phát triển và phát hành ca khúc Tiếng Quảng Đông đầu tiên mỗi ngày chờ đợi, gây tiếng vang lớn. Ngoài sự nghiệp âm nhạc, Ngô Kỳ Long cũng từng tham gia đóng phim của TVB như Sáng Thế Kỷ và Sáng Thế Kỷ 2. Vai diễn Diệp Vinh Hằng của anh để lại ấn tượng sâu đậm. Anh cũng đã nảy sinh tình cảm với Thái Thiếu Phân khi hợp tác trong phim này, nhưng mối quan hệ chỉ kéo dài 3 năm vì cả hai đều phải gánh vác nợ nần cho gia đình. Được truyền thông gọi là đôi uyên ương khổ mệnh. Đến năm 2000, Ngô Kỳ Long chuyển hướng sang phát triển ở Trung Quốc và một lần nữa nổi tiếng với vai Tứ Gia,
trong bộ phim truyền hình Bộ Bộ Kinh Tâm. Anh đã phải lòng nữ diễn viên Lưu Thi Thi và cả hai tổ chức đám cưới lớn tại Bali vào năm 2016. Họ có một con trai tên là Bộ Bộ. Dù gần đây có nhiều tin đồn về việc hai người ly hôn, Ngô Kỳ Long vẫn im lặng và tiếp tục cuộc sống gia đình kín tiếng. Bên cạnh tin đồn ly hôn, ngoại hình của Ngô Kỳ Long gần đây cũng là chủ đề được cư dân mạng bàn tán. Thậm chí có người cho rằng anh hiện trông giống Thành Long. Tuy nhiên, khi Ngô Kỳ Long đến Macau quay chương trình, nhiều cư dân mạng đã gặp anh và cho biết điều đó không đúng, ngược lại còn khen ngợi anh bảo dưỡng rất tốt, không hề giống người 54 tuổi, thậm chí gọi anh là sao nam bảo dưỡng tốt nhất trong các bức ảnh do cư dân mạng chụp lại. Ngô Kỳ Long xuất hiện tại một cửa hàng đặc sản nổi tiếng ở Macau, mặc đồ thể thao đơn giản với áo thun trắng, vẫn giữ vẻ ngoài điển trai và trẻ trung. Anh cũng giữ dáng vóc săn chắc, trông rất phong độ. Một số cư dân mạng còn tin mắt nhận ra anh đeo nhẫn cưới ở ngón áp út tay trái, bác bỏ tin đồn ly hôn. Ngoài ra, trong chương trình phát sóng gần đây, Ngô Kỳ Long sử dụng hoàn toàn tiếng Quảng Đông, dù hiện nay sống ở Trung Quốc nhưng anh vẫn rất lưu loát, khiến nhiều người ngạc nhiên, hóa ra Ngô Kỳ Long biết nói tiếng Quảng Đông. Thật là mở mang tầm mắt. Các cư dân mạng khác giải thích, anh ấy đã học tiếng Quảng Đông để phát triển sự nghiệp ở Hồng Kông, điều này cho thấy cư dân mạng này còn rất trẻ. Trước đó đã có thông tin rằng Ngô Kỳ Long từng phát triển sự nghiệp tại Hồng Kông. Năm 1993, sau khi tạo dựng được tên tuổi tại Đài Loan, anh chính thức tấn công thị trường Hồng Kông, phát hành ca khúc tiếng Quảng Đông đầu tiên vào giữa năm và lập tức gây tiếng vang lớn. Tháng 10 cùng năm, Ngô Kỳ Long tiếp tục ra mắt ca khúc tiếng Quảng Đông nhanh thứ hai Không Từ Bỏ, được người hâm mộ nhiệt liệt đón nhận. Đến tháng 12, anh tham gia bộ phim Thời Đại Chung Sống Mới và chính thức gia nhập ngành công nghiệp điện ảnh Hồng Kông. Vào cuối năm đó, khi độ nổi tiếng đang lên cao, Ngô Kỳ Long đã giành được nhiều giải thưởng nhạc trẻ của Hồng Kông, bao gồm giải tân binh được yêu thích nhất, ca sĩ nam, vàng của TVB Kinh Khúc Kim Khúc, giải tân binh triển vọng nhất, ca sĩ nam, vàng của RTHK Thập Đại Hoa Ngữ Kim Khúc, và giải Quá Giang Long, vàng của Commercial Radio. Tháng 2 năm sau, Ngô Kỳ Long phát hành album tiếng Quảng Đông đầu tiên, Yêu Tạo Ra Tương Lai. Đứng đầu bảng xếp hạng bán đĩa tại Hồng Kông ngay trong tuần đầu và đạt doanh số bán đĩa vượt mốc đôi bạch kim. Ca khúc Yêu Tạo Ra Tương Lai cũng trở thành bài hát quán quân của ba đài phát thanh lớn. Tháng 7, anh phát hành album tiếng Quảng Đông thứ hai, Giấc Mơ Mùa Hè Của Tôi, đồng thời bộ phim Hồng Kông Lương Chúc do anh đóng vai chính cũng ra mắt. Ca khúc chủ đề Lương Chúc được chọn vào danh sách thắng giải của TVB Kinh Khúc Kim Khúc quý 3. Tháng 11, Ngô Kỳ Long phát hành album tiếng Quảng Đông mới đầu tiên và bộ sưu tập bài hát hay nhất Kỳ Nhi Nồng. Bài hát chủ đề Kỳ Nhi Nồng Cuồng Tưởng được phát sóng rộng rãi và trở thành bài hát quán quân thứ hai của ba đài trong cùng năm. Cuối năm đó, Ngô Kỳ Long lại một lần nữa đoạt giải Quá Giang Long, vàng của Commercial Radio. Vì vậy, dù là Hồng Kông hay tiếng Quảng Đông, đều không xa lạ gì với Ngô Kỳ Long.